Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chúng ta cùng nhau xem chiếc xe này khi mà bên ngoài thực tế của nó như thế nào. Mới nãy chúng ta cùng nhau xem ở trên mạng internet. Chúng ta xem qua cái trực tuyến thì hình ảnh cũng như là cái chiếc xe nó có thể nhỏ và chúng ta không có thể kiểm chứng nó được thực tế. Thì bây giờ Tân đang cầm nó trên tay và Tân sẽ review cho các bạn xem là bên ngoài chiếc xe này nó có giống ở trong mạng hay không. Rồi bây giờ Tân sẽ cho các bạn xem nè, các bạn xem nha. Đó, đây là bên hông, đây là cái phần đuôi, rồi đây là cái phần đầu, các bạn thấy không ạ? Đó, phần đây là phần đầu, đây là cái phần bên hông xe. Thì chiếc xe này Tân đã nâng cấp lên đèn, âm thanh và một số phụ kiện nhỏ. Đó. Thì chiếc xe này bên ngoài thực sự là đẹp hơn cả ở trong internet chúng ta xem. Bên ngoài của nó là cái thân xe nó làm rất là chắc chắn, màu xanh cực kỳ đẹp các bạn. Nó là liền khối, nó liền một khối luôn. Từ trên xuống dưới nó liền một cái khối. Và ở ngoài thì không chê vào đâu được chiếc xe này. Cái điều mà mình quan tâm đó là về giá thành, thì thực sự giá thành chiếc xe này nó khá là cao, nó vấn đề giá thành thôi. Tại vì các bạn biết riêng cái cabin này á, là nó là cabin bản quyền, cái body này này thì nó là tầm rơi vào hơn 4 triệu cái body này rồi, là nó là đúc nguyên khối, nó có cái bản quyền thiết kế các bạn ha, bản quyền thiết kế của hãng đó, xe chính hãng nên nó có bản quyền thiết kế. Thì cái giá thành của nó khi mà về Việt Nam khá cao và cái mẫu nó thì cực kỳ đẹp rồi, các bạn thấy không ạ, cực kỳ đẹp. Đó. Thì chiếc xe này của mình á, mình sẽ cho các bạn xem ở đây. Rồi các bạn xem nè, xem cái phần thân của nó nha. Đây cái phần thân. Thì các bạn thấy không ạ? Cái phần này của nó, cái trục của nó là được kết cấu bằng thép và một số loại bằng nhựa. Nhưng mà rất là chắc chắn. Cầu này thì có cái vít sai các bạn ha. Nó không có khóa vít sai. Để nó chạy, để nó lái cho nó mượt đó các bạn. Đó, nó lái cho nó mượt này. Đó. Các bạn thấy không ạ? Ở trong này coi công tắc. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái công tắc lên và mình sẽ chạy demo cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn thấy sau khi mà Tân mở cái công tắc lên này, các bạn thấy không ạ? Đó, Tân mở cái công tắc lên thì cái chiếc đèn xe nó rất là sáng. Ok. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái tay súng. Xe này nó điều khiển bằng cái tay súng các bạn. Rồi mình sẽ bật cái tay súng này lên ha. Sau khi bật lên thì nó sẽ có một cái tín hiệu đèn nó báo, là nghĩa là nó bắt được. Và chúng ta thử đá bánh xe này. Đó, các bạn thấy không ạ? Đá bánh xe. Ok. Đó. Rồi, mình thử đề ba máy nha. Mình nhắc lên cho các bạn xem là mình sẽ đề ba máy này. 1, 2, 3. Khi mà đề ba máy á, các bạn sẽ nhấn cái ga này. Mình nhấn cái ga này nhẹ thôi là nó sẽ đề ba máy ha. 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ để 4 cái trụ lên. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình đưa nó lên thành 4 cái trụ để mà mình test xem là chiếc xe này nó chạy tốc độ nó như thế nào và nó có mượt hay không. Các bạn cùng xem nha. Mình nổ máy lên này, mình bấm ga nhẹ nhẹ lên này. Đó. Rồi, bây giờ mình chạy thử. Dạ. Dạ, mày để cửa đi. Dạ. Hả? Bà mua là điên. Dạ dạ đó, mày để cửa đi. Các bạn thấy không ạ? Đây, bánh xe của nó chạy rất là tốc độ luôn nè.
Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho nó quay lại các bạn ha. Các bạn sẽ xem nó rõ hơn. Giờ mình sẽ đưa nó vào đây các bạn ha. Nó có một cái khớp nối này. Ok, bây giờ chúng ta action tiếp. 1, 2, 3, action. Action. Rồi, ok. Các bạn thấy tốc độ xe như thế nào ạ? Rồi, ok. Các bạn thấy tốc độ xe như thế nào ạ? Tốc độ xe khá là nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa chiếc xe này. Nó nằm hơi ngang chút cho bạn ha. Để cho các bạn xem cận cảnh này. Đó. Rồi. Các bạn thấy chiếc xe này chưa ạ? Đây ha. Rồi. Rồi, mình sẽ nhìn nghiêng chiếc xe. Thì chiếc xe này khi mà mình nhìn trục dưới này, các bạn sẽ thấy được này, nó có hai cái giò gà ở đây. Trục cặp đăng của nó chiếu từ đây xuống. Cái cầu của nó khá là nhỏ, nhưng mà thép này là thép rất là cứng các bạn. Thép rất là chắc chắn. Đó, các bạn thấy không ạ? Thép rất là chắc chắn, cái độ cứng của nó rất là tuyệt vời luôn. Ở đây là cái trục đỡ có bạc đạn, nó làm cũng khá là đẹp, khá là sắc sảo, sắc nét. Các bạn nhìn kỹ qua một lần nha. Rồi mình nhìn kỹ kỹ qua một lần để mình nhìn thấy được cái sự tinh xảo của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo. Mình có thể chơi, mình có thể để trưng, mình có thể làm quà tặng. Rất là ý nghĩa cho những ai đam mê xe. Nếu mà các bạn nào có một người bạn, một người anh, một người đồng nghiệp nào mà đam mê xe này, các bạn tặng chiếc xe này chắc chắn là họ sẽ cực kỳ thích. Còn nếu mà chúng ta có đam mê thì chúng ta có thể trải nghiệm cái dòng xe này và có thể để trưng ở trong phòng của mình cũng rất là đẹp. Chiếc xe này rất là tuyệt vời. Thì trong video ngày hôm nay Tân chia sẻ với tất cả các bạn về cái mẫu xe này. Sắp tới Tân sẽ trải nghiệm chiếc xe này thực tế. Nếu mà các bạn nào thấy cái kênh YouTube Tân Top Story của mình có ý nghĩa thì đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mình những video tiếp theo nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh!